Các bác bảo gà này còn nên thịt không? Con gà trống đây, gà trống nhà em đây. Cái kia nó nhìn thấy cái hình ở trong cái kia à? Đó cái kia. Xe bóng quá cũng hay đấy. Úi dồi. Nó đá nhau mấy con gà trong soi ra ở bóng ở xe. Đá. Đánh nhau ra trong tranh thì gà. Em cho nó trận đá gà này em chấp nhận là sẽ sơn lại ba đứa sốc. Đấy. Chấp nhận là bỏ tiền để sơn lại cái ba đứa sốc này để xem con gà nó đánh nhau với con gà cho sơn xe. Ui căng quá, cuộc chiến này căng quá. Úi dồi ôi. Kéo cái này thì nhanh không? Nó nhìn thấy hình của nó ở trong xe bác ạ. Ở sơn xe ở lên cái ba đợt sốc của xe. Thế là nó táng nhau, nó tưởng một con khác. Nó đánh. Hơi căng. Đấy, các bác nhìn thấy hình con gà trống ở trên. Hình gà trống ở trong xe. Úi giời. Dạ quá này. Sước hết rồi, nó đánh. Nó đánh sước ba đợt sốc. Ôi giời ơi, cái con gà này thôi thịt thôi. Úi giời ơi. Điên quá này. Úi giời ơi. Khảo hết ba đợt sốc của tôi con này. Ôi, xong phim rồi, xước hết ba đợt sốc à, lại mất một củ sơn rồi. Thôi đấy. Úi giời ơi, đấy, thấy chưa? Thôi chào cả nhà.